gì đây? Chuyện gì mà bây giờ cái vũ khí mình bị kẹt luôn rồi, không bấm được nữa. Nãy nó có trong phần cutscene nó có thể nói là weapon nó stop chắc giờ cũng không sử dụng được, chúng ta chỉ có chạy thôi. Ok, chạy thì chạy thôi. Chịu bấm mấy con này dễ, mình nó cũng đâu quan tâm, nó cũng đâu đánh đâu mà. Cái này mình sẽ đi tới cuối dãy để xem có cái gì. Ê, ê. Mấy con này nó không care mình đang làm gì luôn bây. Đây, đây có chiếc xe mình này. Mình lấy chiếc xe mình đi không biết có một cái thể loại ma thuật gì mà bây giờ nó xóa luôn vũ khí của mình mà bây giờ chúng ta buộc phải chạy qua cái cổng trước 1 phút 50 mấy giây kiểu như vượt lên chính mình vậy. Cái chạy thì chạy thôi. Inside tunnel on the train tracks. Nói chung là mình thấy mỗi một cái đường thẳng là mình đi theo cái hướng đó mình đi thôi. Chứ cô không hoàn rõ là mình biết đi đâu nữa. Tại vì giờ chúng ta còn là đường để chạy chạy vào đằng sau chắc chắn không được rồi đó. 1 phút 30 giây mình nghĩ chắc cũng chỉ là vừa đủ thôi à. Chứ cô không hẳn là này nọ. Ok. Ôi chúng ta chạy vô chứ không thành phố luôn à. Thì mình nghĩ là vậy, mình cũng không có rõ là mình đang chạy về cái hướng nào và đang đi đâu nữa. Mà nó bắn quá trời, ý. Tuyện trời đang tốn nguyên thùng xe hiện ra, mình cứ tưởng giật của mình né không kịp. Làm cái, về cái hiệu ứng đèn nó hơi kỳ. Phải làm rõ rõ hơn thì nó dễ nhìn hơn, chứ nhiều lúc mình chạy gần tới thì mình mới thấy. Đó giống vậy á, tối quá. Xe bị quẹo nó bắt đầu chứ. No, lùi xe lại đi, sao không có lùi lại được. Xe này cứ lùi lùi cái kỳ kỳ á. Buộc là mình đè cái nút kia rồi á. Mà buộc là phải, ý, chúng ta còn 30 giây. Chạy gần tới rồi. まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。ま、言ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。 Bây giờ chúng ta phải vô cái lầm được cái đây. Mithril shaft. Chúng ta phải vô cái cửa chính của Ingris Gladio.
Ê, cái này căng à. Vũ khí không xài được luôn, giờ chỉ có nước chạy thôi. Nãy nãy mình có đã nói là mình bị kẹt vũ khí rồi. Qua tầm bây giờ mấy con quỷ đó không à. Wow. Thì hai đứa kia là nó bị cái đoàn tàu nó chặn lại, là chúng ta nó tự động lép mặt ti luôn. Ôi vãi cả chặn đường. Chuẩn bị hoàn liệu. Harbor with the in the ring of the Lucy. Arcane can combat 3 power spell. The first there is dead. Chúng ta có 3 cái phép thuật mạnh. Đầu tiên là cái chết. Hút cạn máu của địch để hồi máu cho chúng ta. Ôi hay chứ. Chúng ta còn được cộng tới 3.000 điểm kinh nghiệm nữa. Ôi hay. Để thử coi. Quất ta cái nhẹ coi. Quất cái nhẹ coi. Con này nó quất không được bay. À đây. Thử coi. Ê, nó hồi máu thiệt bay. Nhưng mà tốn mana thôi. Nó chết luôn rồi nè. Nó chết luôn rồi, hồi tới 1.000 mấy luôn. Giờ mới cần dùng cái skill đó chạy lên đỉnh nóc cái gì? The King is struggle. Máu cái nhẹ coi. Đó, cộng tới 1.000 mấy luôn. Kinh thiệt. Gì đây? First, which is power the door in order to continue. Where the crystal is being held. Chúng ta đang ở Zegnotus. Và chúng ta phải đi tìm cái quả viên crystal á. Thì chúng ta mới đi vô được. Cái cửa này hả, chúng ta cần power creepy. Chúng còn một bên trong cái nữa. Để mình chạy vô trong mình coi coi. Sao không chạy được nữa rồi. Hút máu cái nhẹ coi. Đúng nghĩa hút máu thì nghĩa đen luôn. Giờ mỗi cái skill này là hết rồi. Mình chỉ ghét cái chỗ là mình bấm push mà nó cứ nhảy lên hoài nha. Nó thì nhiều lúc nó hiện lên này nè. Mà tới lúc mà bấm vô nó lại nhảy. Chứ là không vô. Push nè, đó, phải canh những cái chỗ nè. Nhiều lúc nó hơi phiền, cái nút này lắm. Thà nó để một cái nút khác thì nó sẽ tiện hơn nhiều. Trong một số trường hợp quyết định, nếu mà ví dụ như bạn không xài nút O, ví dụ như trong những trường hợp này là O, bình thường là O là đánh đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này, mấy này nếu mà bạn đã vô những trường đoạn như thế này sẽ không cần nút O nữa. Thì nên thay cho nút O hoặc là nút nào khác, ví dụ vậy. Chứ để nút S xong nó cứ lại nút S, vậy các bạn vẫn cần dùng để nhảy ấy, kiểu. Chứ nó thấy cứ kỳ kỳ. Cộng thêm nút lụm đồ nữa chứ. Mở cửa đi em. Rồi, đã mở cửa bên tay trái mình, chúng ta chỉ cần chạy ra lại thôi.
Bố mày hút sạch máu mày luôn. Cạn liền, cộng 1.000, 1.200 luôn. 1.195 mà gần 1.200 rồi còn gì nữa. Hút hết. Đưa máu cho anh mày đây, đó, hút gì mới gọi là hút chứ. Còn hơn cả Cortex nữa. Kinh thiệt. Đó, phải vậy chứ, mở cửa cho mày đi ra coi. Chúng ta mở được cái Creepy. Và giờ chúng ta sẽ vô trong cái chỗ đó. Giờ cũng không có bấm nút chạy nhanh được mấy. Phòng mày dẫn đi đâu ta? Có gì em đây? A dormitory found through our area zone to skip. Chúng ta có thể xếp nhẹ ở đây cho ngủ luôn bay. Kinh vậy. Hay là mình đi luôn ta? Đây ngủ mà tính tiền nữa chứ ta đập đầu vô tường luôn á. Nhà nghỉ tự động. Mà không sao, chúng ta đi tiếp thôi. Phải đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng sớm càng tốt. Đúng rồi, đâu rồi. Ghét như là mỗi lần bấm mà nó không ăn nha. Bấm nó cứ XXX mà nó cứ mỗi lần cứ bật nhảy đến mọi cũng kỳ. A spell of Arcana Altena consign entire hordes of enemy to the void. Bấm R1 rồi bấm tam giác. Ồ ghê vậy ba, nhưng mà tốn mana thôi. Ồ. Hút máu cái nhẹ coi. Nhưng mà hết mana rồi. Để giờ mình hồi 2 mana cái nhẹ coi. Như chỗ này là chỗ nãy mình vô phải. Hay chỗ này ta. Sao cái chỗ này nhìn cứ giống nhau vậy ta. Chỗ này mới đúng nè. Tại nó chỉ vị trí như chỗ kia. Cái con này nó quánh hụt hoài vậy. Nó chuẩn bị tới là mình hút máu nó xong luôn rồi. Ngồi chung mình bị hết mana chứ mà không có vũ khí là mình đâu có phóng lao này nọ, đâu có hồi mana được. Ok ngon. Cái đường này chắc cũng sẽ chỉ mình ra sớm thôi. Sao ra chỗ nãy giống y chang vậy? Activate cái cầu thang và vô cái bên trong Xenotus. Ok, cũng không quá khó. Làm sao đi vô trong mới là vấn đề thôi. Để bật map lên lại coi. Khó hiểu nha, hát não nhau vô. Mở cửa cho mày coi. Đúng rồi, giờ đây em mới đúng nè. Chứ là đi tìm vòng vòng mà là không thấy mới đâu thôi. Lên cầu thang đây là chắc đúng rồi nè, đó. Activate cái nhẹ coi. Ở vô mấy cái chỗ này cứ ghê ghê sao vậy? Đây là một cái nhạc coi. A King Struggle Make for the Upper Level. Chúng ta phải đi lên cái tầng trên cao hơn. Cái gì đây? Gì đây? Hai hả? Ủa mà mình lại có làm gì đâu mà trốn. Tại sao nó lại có nút trốn vậy?
Hay nó cứ ghê ghê sao mày? Mà cảm thấy cái đi chậm luôn, mình cũng nghi nghe là chắc có vấn đề gì đó mới cho mình đi chậm như thế này. Nghe đây chắc có... Ôi ôi ghê vậy. Nếu mà trốn thì trốn vào những chỗ kia chúng ta thể tránh cái sự dòm ngó của cái thằng này. Ôi nó không biết nó thấy mình không ta. Ngồi xuống rồi. Mình tính ngồi đằng sau cái kia nhưng mà... Hay là qua quốc luôn ta, mình có skill mà ta. Ôi ơi 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 ơi. Này thì hút nè, đó, hút sạch máu rồi luôn. Like a boss. Làm sao mà quất được nữa. Hồi full máu luôn mà. Để mình thử mình đây. Vô cover đúng ta. Như đè vuông là vô cover được nè. Vô cover hồi mana cũng rất là nhanh. Và mình có thể quất hết nguyên đám kia nếu như ta cứ đi từ từ bình tĩnh như thế này. Kia đây. Một cái cục này đây. Ôi sao cái đường này đường cùng rồi ta. À không, mình nghĩ chắc không phải đi cái hướng này đâu mà đi hướng khác vậy. Đây đây, hình như bên này mới đúng nè. Còn đâu rồi. Sao mình càng lúc mình đi thấy cái ghê ghê sao mà. Outlast phiên bản Final Fantasy. Wow wow wow, mình đang tính lượm cái cục kia tiện con này nó bóp cổ mình luôn vậy. Ghê vật cơ lờ. Không, không có cái chìa khóa đặc biệt rồi. Mình đi tìm cái chìa khóa đặc biệt ra. Ôi, what the fuck. Trời má, ghê vậy. Mình đang tính quẹo lại luôn á ba. Gì đây. Security card chứ. Ôi. Hết cơ hồn. Mình đánh cái này được không ta? Tránh sự phát hiện của thằng này thôi. Wow. Bạn thấy rồi, bạn thấy. Nó lẹ thiệt, dân chơi lẹ thiệt chứ dân chơi. Hút nè dân chơi. Này thì láo rồi, bị hút mà còn cố đánh cho bằng được nữa. Ủa nó bị hút mà nó còn cố đánh mình cho bằng được nữa. Thằng này bị cái gì á ta, gì mà giờ sao nó cứ đi giống như bị què á ta. Vô cover được không ta, tại mình thấy vô cover là hồi máu nhanh nhất luôn á. Mở cửa cho anh mày coi. Nhanh. Chắc đi hơi hướng bên này phải không ta. Mình cũng biết cái chỗ này là chỗ nào nhưng mà mình chỉ biết cái tên nó là Xenotus thôi. Còn nó thuộc về trong cái phận sự khu nào thì mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà thấy xác chết đều chạy vòng vòng á. Thấy cũng nghi rồi, chuẩn bị chứ có chuyện gì đó không lành sắp diễn ra vậy. Thấy cũng ghê ghê. Ui, mình giao quen quen ta. Ôi má, vậy cái xác chết ôm mình luôn chơi. Bỏ tao ra mày. Ôi má, xác chết. Hồi máu rồi đó ba. Hình như nãy mình vừa mới thấy Prompto vậy. Sao người nó... Sao nó chui vào cái chỗ này hay vậy. Mình đi lạc mới vô cái chỗ này. Còn sao nó... Mình nhớ là nó... Mình đã đạp nó ra. Không phải đã đạp nó mà lỡ chân. Lỡ tay. Suốt nhẹ nó ra khỏi con tàu thôi mà. Sao mà nó chui vô đây được hay vậy. Rốt cuộc là mình đi hướng nào ta? À, quẹo bên đi. Trái mới có đường đi vô bên trong. Ủa là mình phải chứ. Mình nhớ là mình lỡ chân đạp nó rồi mà ta. Sao mà nó đi qua được hay gì? Nó còn đi vô trong ở đây mà đi vòng vòng nó. Một mình nó nhỏ nhắn, xinh xắn. Mình thấy nó mỏng manh dễ vỡ rồi. Sao mà nó đi đánh người được? Ý. Hai ba thằng. Một thằng cái đó nè. Sao để quốc được ta?
Ôi dân chơi đi rồi. Quốc dân chơi này được không ta? Kiểu như là mình không thể nào đánh từ đằng sau luôn nữa được ta. Buộc là phải đánh ngay trước mặt nó luôn. Wow wow wow, còn mấy dân chơi xuất hiện đâu ra vậy? Kinh gì bộ. Cửa chặn mới đâu chứ. Có con bị giữ đằng sau mới đâu chứ, trời ơi. Wow 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 wow. Có cái nào là hồn mana không trời? Né rồi. Thì chỉ có né thần trưởng thôi. Cho tới khi nó là hồn mana lại. Hút cạn sinh lực mấy thằng này mới được. Hút không được vậy. Ý là mình tính bật cái chiêu lên cho nó hút luôn. Wow. Mình chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Nó dí sát quá. Gì đâu đừng nói mà phải giết nguyên đám này vậy trời. Giờ mới đủ mana nè. Hút máu đi em. Đúng rồi, hút máu nó đi em. Nếu chúng ta hồn mana nhanh hơn chúng ta có thể trị được thằng này rồi. Làm sao mà trúng được hả em? Chốt chúng ta có một cái skill holy gì. Ý ý. Nó phóng lẹo chúng ta không kịp né đâu chứ. Ý. Chạy tới chạy lui cũng rút kinh nghiệm được chứ. Hai potion thôi. Chúng ta còn mấy chục cái à. Cứ chạy một vòng nhây nhây với thằng này tới. Ê hay là mình hồi mana luôn đi rồi. Fully restore MP. Ok, giờ chú mày chết với anh mày rồi. Anh mày hồi full cây máu liền. Bị mỗi lần là nó cứ kiểu như là nó cứ chậm chậm rồi nó ra skill chậm quá. Là mình mém chết mấy lần luôn á. Đâu rồi vô cover được không ta? Chúng ta cần phải có một cái chìa khóa. Và giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp rồi nãy mình xếp cái game lại. Cho nên chưa có chạy qua liền được. Có liền. Chìa khóa chắc quanh đây thôi. Ủa nó để đâu ta? Ồ, có nghĩa là mình phải nâng cái thẻ của mình lên level 2 mà chúng ta có cái thẻ rồi. Chúng ta chỉ cần nâng lên level 2 là chúng ta có thể đi qua cái cửa đó thôi. Cái mỗi tầng này sẽ có hay sao á, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà cái tầng này thì mình hơi phiền ở chỗ là nó không có kiếm, không có vũ khí đánh nó cứ kỳ sao á. Được mấy cái sức mạnh của thần thánh này nọ cho phép xài thôi à. Từ cái nhẫn, buồn quá hết chuyện để đánh là lôi cái nhẫn ra xài. Ôi, Prompto kìa. Bọn thanh niên nãy giờ chạy mình thấy giống như là một cái bóng vậy. Mình nghĩ là nó cứ vậy giống như nó đợi mà là kiểu như là mình đã quá quen cái việc này giống như là nó chạy để nó ôi làm sao nó chạy qua được cái thằng đó mà không bị phát hiện ta. Thằng Prompto á. Mình nghĩ đây là một cái bẫy của thằng Ardyn. Tại lần cuối mình thấy thằng Ardyn nữa. Nhưng mà giờ lại xuất hiện Prompto cho nên mình cũng fix phòng ngừa. Mình nghĩ là sẽ có chuyện đây. Prompto. Thằng quỷ kia đi đâu mất tiêu rồi. Thằng Axeman gì đâu mất tiêu rồi. Ôi sao tí. Ôi dân chơi hết hồn. Quỷ sứ à. Cắn thì mấy này làm pha hết hồn thì chứ. Không
không qua được hết ta. Ây, dân chơi. Biết là tìm nó hồi nó cũng phát hiện, nhưng mà tìm nó đánh nó dễ hơn nhiều. Ôi sao giờ Prompto ngồi đó luôn rồi. Mình nghi nghi rồi. Chắc hẳn phải có chuyện gì. Làm sao mà cái thằng Prompto nó chui vô cái chỗ này được hay vậy. Mình có khá là nhiều câu hỏi thắc mắc đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và mình không biết là anime hay gì đó có giải thích hay không thôi. Ý là chuyện tranh hay manga hay gì đó nó có nói về cái vấn đề này hay không. Tại mình nghe nhiều bạn nói, mình có nghĩ là chắc cũng có chuyện tranh hay gì đó nha. Chứ đây là mình không biết thôi. Mình nghĩ là chắc đi hướng này ra nè. Ừ đúng rồi, mình đã đi vô cái đúng phòng này rồi. Nhưng mà mình không biết, mình không thấy, mình cứ tưởng là không đi qua cái chỗ này được. Không biết tường che mà là không để ý cái mép tường này là đi qua được. Sao mình thấy cứ nghi nghi thằng Prompto này. Nếu là thật thì tốt cho nó, nhưng mà nếu mà là Prompto giả thì mình cứ nghi ngờ ngay từ đầu tới cuối. Biết là hơi đa nghi tới, nhưng mà cái trường hợp mình gặp hoài kiểu như không có ai đó đâu. Lùa bạn vô ổ vậy á. Ôi ôi, vừa mới nói luôn. Hay mình quất nó luôn trời. Wow. Ồ, sao giờ nguyên màn hình đen mà giống như nhìn Galaxy á kiểu ha. Hồi máu ơi. Này giúp ta chỉ cần mana thôi mà. Hồi có mana là chúng ta hồi được hết luôn. Máu cho mày coi. Ơi sao con này nó khoái ôm ấy nhỉ. Người đó không được đẹp mà còn khoái ôm nữa chứ. Né được liền. Bây giờ nó hồi full máu rồi thôi à. Giờ chúng ta chỉ cần họ hồi full máu với hồi full mana nó ngon. Sự đẹp. Xem có chỗ nào đứng đi qua không ta. Đi qua kiểu gì trời. Nhảy lên hả. Nhảy được không. Thường cái game này nó không cho mình nhảy nhiều chỗ lắm bây. À đây. Nó là mình biết cái game này vốn gì nó không cho mình nhảy nhiều, nó không cho mình nhảy. Dù có nhảy nó cũng phải được, lại mấy game mà có thể tương tác nhảy với game khác. Giờ chúng ta gửi Rose kiểu như này nọ để qua thôi chứ không thể nào mà nhảy hay gì lại được. Mà nó làm mình như tưởng là vậy. Thấy chưa, mình nói rồi, mình biết ngay là thế nào cũng. Thế nào là nó cũng hàng phách mà phu rồi. Biết ngay là thế nào cũng vậy. Cuối cùng đúng thiệt, đúng như mình dự đoán luôn á. Rõ mình không, mình chưa hề chơi qua cái đoạn này luôn. Thì chúng ta mới được lên lầu. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái đống của nợ này. Nhìn nó càng lúc nó càng ghê ghê sao vậy. Ồ nó tự động đi lên, thang máy tốt quá chứ. Biết mình đi đâu luôn mà. Gì đây. Có nghe mùi mà chuẩn bị đánh boss. Không biết có phải vậy không, nhưng mình nghĩ là vậy. Nghe mùi thôi. Cái thiết bị này không hoạt động, tạm thời không có tín hiệu gì cả. Thế là chúng ta phải tự sử dụng thôi. Tự đi tìm cách để đi lên thôi chứ. Tự kiểm tra, tự bật luôn nè. Tự bật, tự xài luôn. Có mẹ nó nói đó, mẹ là mình đi cần đi làm cái gì luôn đi. Đi tới đây cho đã rồi, kêu bạn không có đủ khả năng. Cái thẻ của bạn chưa đủ khả dụng. Phải dùng cái thẻ xịn hơn, ví dụ vậy. Và Color nói mẹ là thôi chạy đi tìm cái thẻ mới luôn đi, rồi chúng ta sẽ vô sau.
Chết mẹ rồi. Nguyên một thể loại tao đùng đi. Giờ không có kiếm, không có gì hết là sao mà đánh. Ghê vật cơ lơ. Ôi nó. Mình chỉ sợ nó thấy thôi ba. No 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 no. Đúng rồi, đi 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 đi. Đừng có nhìn qua đây. Ghê và color. Cửa bị chặn mới đâu. Mình bật map lên coi coi. Chỗ này nó cứ sao sao nha. Cái đường vậy có cái đường duy nhất mà cũng bị chặn á. Qua khúc bên kia mà làm sao được qua được khúc bên này nha. Xuống được cái chỗ dưới là phải qua cái cầu ở dưới nè. Cái cầu ở dưới làm sao đi qua được cái ta. Phải né cái con này ra mới được. Không có điểm boy warp gì kiểu tại vì giờ có cũng không xài được. Không có kiếm, không có skill, không có gì hết. Ôi ôi. Nó còn check nữa hả? Có khi nào đang đi nó quay đầu nhìn lại không? Ôi shit, vừa mới nói luôn. Ghê quá dân chơi. Đi đi mẹ đi còn quay đầu nhìn lại nữa. Má thể loại gì vậy trời. Má nó đi nó còn quay đầu nhìn lại nữa mới ghê. Mình nghĩ là chắc phải đi hướng này rồi. Sao lúc nào cũng có đường cùng hết vậy. Có cái đường kia qua. Nghe chắc cái đường này đúng rồi. Nghe chắc chạy xuống đây tụi nó không thấy mình đâu ha. Tìm đường đã khó rồi, gặp cái con nó còn khó hơn nữa. Gặp cái con nó giống như khó có 1 rồi gặp nó khó 10. Mình là không muốn nó đánh trong trường hợp như thế này. Nếu mà mình có kiếm bây giờ mình cũng xong vô mình quất mẹ luôn vô rồi. Ôi dân chơi dân chơi. Không biết thanh niên mập mập trên kia phát hiện không ta. Vẫn không, vẫn không, vẫn không. Hên quá, nó không có đánh động gì tới cái đám. Cái con nhỏ nó không đánh động cái đám bự ở trên. Đỡ ghê. Chỉ sợ nó phát hiện ra cái thêm mẹ nữa. Nút đâu, cái nút rồi. On key up, activate the central elevator. Ok. Rồi cái này đi xuống thì dễ thôi. Lẻn ra như ban đầu chúng ta đã lẻn. Ủa, ngay đây có cầu thang á hả? Cái cầu thang này dẫn đi đâu ta? Tôi phải vòng cái đường vòng nãy mà ta. Hình như nó đâu có dẫn đi đâu phải không ta? Cho nên để mình đi vòng lại thôi, để mình biết đi vòng lại đỡ phải đi xa cái kiểu. Mà do là nó không dẫn đi đâu cho nên mình đi hướng này ra cho rồi. Cái điều chúng ta phải xử lý con mập mập kia thôi. Đây đúng là không phải lúc mà ha. Không đúng lúc cho lắm. Cái gì đâu mà nguyên một con mập ú. Bây giờ tới đâu rồi? Wow. Mập ơi là mập, một là mày đi một hướng thôi. Ghê quá ba. Lại cái con này mới ghê chứ. Wow. Con mập đi tới kia rồi. Vẫn chưa phát hiện, vẫn chưa gì hết. Đỡ ghê. Nhưng mà nó đang đi hướng này.
Để mình đứng đây mình đợi cái nó cho nó đi qua, chúng ta sẽ đi qua chỗ đó, nó quay lại chưa? Giờ bắt đầu giống Assassin's Creed rồi đó. Huy. Đúng rồi. Hay quá mấy chế ơi. Đi đường dừng lại nha ba. Xoắn chết mẹ. Làm sao để qua cái buồng điều khiển bên kia ta? Cái chỗ này thì chắc nó không thấy mình ở đâu. Wow, chúng ta đã làm một cái việc rất là liều lĩnh. Nhưng mà nó thật sự nó đáng công á. Ngon. Of the father. Chúng tôi có kiếm lại rồi. Not a scanner will reach its world in combat. Chúng ta có thể sử dụng kiếm có bố mình trong combat. The ring of Lucy is a fort in better chance survival while he is audible. Chúng ta với những hai cái vũ khí này chúng ta có thể sống sót tốt hơn khi mà những vũ khí còn lại chúng ta không thể sử dụng được. Ok, thích thì xài. Có điều mất máu thôi, mình không biết cái cây này có mất máu không ta. Ừ, có, hình như có đó. Nó mất máu giống như cây kia, tại cây này kiếm của ông mà nó mất máu ít lắm. Đam cũng không cao nữa. Ê, đam cao, rút để mình rút lại cho nó. Đam cao thì cái chứ, làm sao để mình hồ. Ê, này bồ. Ngon lành, nó tự động hồi máu cũng nhanh mà, cho nên cũng không sao. Zegnotus. Bây giờ mình quánh con kia đó. Có thể thôi nha. Tại nhìn nó cũng bự mà cũng trâu quá. Chúng ta rớt hẳn xuống dưới tầng cuối cùng luôn. Mình không nghĩ là thì nó quánh đảo ra. Một phát cái đầu. Tỉnh ngủ liền. Nghĩ sao vậy bộ? Nghĩ sao vậy? Nãy giờ mày nhây lắm rồi đó. Tao nhường mày thôi. Giờ có vũ khí là bố mày chảnh liền. Phải chảnh với ba. Chứ này cái nhây nhây đi theo mình hoài luôn, mình không thể làm gì hơn.
Nhập thêm cái con bự bự dẫn chứ kiểu gì trước sau cũng phải đánh. Gì có khói xanh lá cây nữa. Gì thì khói xanh lá cây ấy kiểu. Ồ mất máu vậy. Ờ này giảm máu của chúng ta. Phóng hơi nhẹ thôi mà chắc không sao. Hồi máu cái nhẹ coi. Không mình sử dụng cái bình hồi máu à. Nếu lại đi một hồi tí nó cũng hồi, từ từ để mình coi map rồi nè. Thì như mình nên đi thẳng ha. Phòng này đúng không ta? Để hồi cái nhẹ coi. Mẫu lên là có thoải mái mà xài. Cái hồi là dùng cái kiếm kia nó cũng hồi full nè. Hoặc cứ vô bạn vô nhiệm vụ chính đó là nó full nè. Rồi, tới mà. Làm gì đây? Hình như phải kích hoạt cái gì đó. Gì đây? Bảo cái hai thanh niên. Hai thanh niên bố thí nè. Thì chúng ta tắt được cái smoke rồi. Giờ phải chạy ra ngoài lại mới đâu chứ. Tắt nó được còn đỡ hơn, không tắt nữa. Mày muốn cái gì anh mày chơi hết. Có kiếm rồi làm cái gì cũng được. Đánh ngon rồi. Để hồi máu cái này coi. Wow. Đánh bấm lâu thì nhưng mà nó không hồi tay. Mấy con này các bạn nó không có xi nhê với cái này vậy lắm ta. Rồi, ô đi hướng này đúng không ta? Mình nghĩ là mình nên đi cái hướng nào ta? Wow, phải không biết có ra đâu không ta? Wow, phải chắc không rồi nè. Đường kia ngõ cục rồi. Đi ngược ra lại. Ngược ra ngoài cái khúc bên ngoài luôn. Rồi ra sẽ có cái đường đi đó ra ngoài rồi. Hồi nãy dí căng không? Giờ mình mới được phép chạy mới đâu chứ. Sao nãy giờ mới cho chạy đi ha. Cho map lại coi. Đi đúng hướng thôi. Chỗ này nghỉ ngơi rồi, không có đường đi rồi đó. Mình nghĩ là nãy có ba cái cửa lớn đó, bạn nào để ý thì. Wow. Né rất là ảo. Đó, phải vậy chứ. Hết máu liền. Mình cũng hết máu luôn. Mấy cây đó mình ít khi nào mình xài lắm, nhưng mình cũng không nghĩ là nếu mà mình cầm mấy cây mà mạnh á, quất một phát toàn mất sạch máu không mà giống gì. Hai potion đi. Mình gần hết rồi. Mình còn 10.000. Mua đỡ bà chai đi, giờ còn mấy ngàn thôi đó. Mua nhiều quá. Từ 10.000 mà xuống còn có mấy ngàn cũng lẹ thiệt. Ủa. Vô đây đúng rồi mà ta. Bấm cái nút gì phải tìm cái gì á. Đây. Chúng ta lên tới level 4 rồi nhé. Lên.
Mình chỉ sợ là gặp lại cái con bự bự nãy thôi. Mà mình nghĩ là trước sau cũng phải gặp, mà mình nghĩ là gì? Kiểu gì cũng phải gặp. Nhưng mà vẫn cứ thấy ghê ghê, thấy đâu thấy quái nào á. Nói sao mấy con này nó gần nổ hết trơn vậy? Tại mấy con này gần nổ không ạ? Ây, nó nổ mà cũng lan xa vậy luôn hả? Ây, ây. Nghĩ sao vậy bộ, nghĩ sao vậy bộ, nghĩ sao vậy? Ồ, mỗi lần mà nó cầm cái kiếm lên nó quất nhẹ nhẹ, quất từ từ nó canh á, một phát 6800 đam luôn. Căng đi. Hồi máu quá. Chở nhanh. Còn máu cũng nhiều mà. Đánh thì cũng được thôi, giờ mình đỉnh rồi. Đánh né liên tục. Nghĩ sao vậy bộ, nghĩ sao vậy? Đỡ lại được rồi nè. Quất đẹp liền. Ê, nghĩ sao vậy? Né quá căng. Ngon liền. Như à, giờ là bây giờ chúng ta mới có cái đường qua nè. Cái đường này nó không bị cái lủng lỗ như cái đường bên ngoài. Ok, chúng ta tới level 4 rồi. Làm ơn đây, khỏi chỗ này càng sớm càng tốt rồi. Nãy né thì hay á, nhưng mà cái cây này nó mất máu nhiều quá. Mỗi lần đánh cái nó giảm máu. Cũng đánh mấy con nó đánh hai con xong mình cũng giảm một gần nửa cây rồi còn gì nữa. Giảm tiếp nữa hiểu không? Mình nghĩ là chắc giảm theo đam hay cái giảm theo cái gì á. Đam, đam càng nhiều giảm càng nhiều á. Nãy mình chửi mấy cái đam cũng nhiều, mình giảm gần nửa cái máu mặc dù mình né đầy đủ luôn rồi, né không bị đánh luôn á. Mà vẫn giảm gần nửa cái máu. Cũng khá là phải để ý khi mà xài cái vũ khí này. Đánh thì đánh ngon thì á, nhưng cũng chưa chắc là hơn mấy cái khác. Ủa, tránh vô dừa gặp vô dừa bay. Vô lúc đợi là hả? Gọi thần thánh ra thử coi. Xem có giúp được gì chúng ta không? Ê. Này ghê, con này ghê á. Thần thánh ra mà nó cũng không xi nhê luôn bay. Rồi, ủa, thật chất là có xi nhê hả? Ồ không, nó bay lên trời ở đâu chứ ba. Nó về hồi máu thôi. Đi cần đợi thôi cái gì. Xuống đi em. Nó đang xuống ở đâu chứ. Mình để xem có cái nào hồi máu được không ta. Đây, hồi full luôn. Quánh solo với con này coi. Ui, nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi. Bye bye mấy cưng. Nãy nó dúi tay cái vô, nó dúi không kịp luôn đi. Má mình hên thiệt. Get in the elevator. Nhưng mà giờ mình đi ra rồi, xong rồi mà. Uầy. Gì nhìn ghê mấy đứa. Mình không thích những trường đoạn mà nó ghê như thế này. Nó tối thui à. Nghe chung bị có cái thứ gì ập vào mặt mình à. Ngay quá lộn tiếp. À không, con nó yêu tinh nè. Cái con nhỏ nhỏ này cũng thì được không sao. Ý. Vãi cả quánh từ từ. Gạt cần xuống nè. Có điện lại nè. Restore the power. Phải lên nóc luôn hả. Cái gì chui ra vậy. Không thấy đường luôn trời. Tối và color. Ôi, ôi ôi ôi, vãi cái thanh niên này đi lên đây tới đây luôn hả. Ôi sao thanh niên này chưa lên đây hay được vậy. Rồi thí nghiệm mình nên chạy đi. Thanh niên này nhây lắm. Được lắm.
Ê, mình không nghĩ nó đi vô trong đây nha. Đúng rồi, nó không có vô được trong đó mày. Gặp mấy con này nữa chứ trời. Ờ đó, mấy cái phòng như thế này nó không có chạy vô được. Chỉ cái phòng cho các bạn nghỉ mà. You serious? Mày đùa tao chắc. Mày nghĩ mày làm thiệt luôn hả? Nữa hả? Đi đây. YouTube con gì nữa đây? Nguyên con nhện luôn hả trời? Tránh vó dưa gặp vó dừa. Ờ nó bắn một phát đóng băng luôn mày. Không làm được gì hơn. Phải đỡ trước rồi chúng ta sẽ đánh lại hồi máu sau. Hồi máu đi em, hồi máu đi, hồi máu đi. Đúng rồi, từ từ bình tĩnh, cái này kia phải bình tĩnh, mấy cái này. Mấy con này nhây lắm. Ê, bấm 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 đỡ rồi sao nó vẫn ăn đam thấy quái nè. Mày bà cái game này nhiều lúc á bấm rồi mà vẫn không ăn nhầm gì á. Nữa, bấm rồi luôn á. Thì đó, lâu lâu mới thấy hiệu thượng nghiện nghiện một tí. Thôi mình tạm thời mình để cho nó gần hết máu đi. Dính nè, dính nè, 2000 mấy đam nè. 2000 mấy nè. Gặp gần hết máu rồi chứ. Càng lúc đi càng giảm, đánh nó gần xong mình sẽ dùng 2 elixir. Mình cái file như thế này là chúng ta có cái khả năng đánh lại nó hơn, nếu mà lúc mà chúng ta đỡ mà chúng ta đánh lại chúng ta có cái lợi thế. Unresponsive mẹ bà nó. Thiệt luôn ha. Riết mà nó làm thiết kế mấy cái đó dùng như đi chân vậy bà. Bắt buộc mình phải đi cái đường khác thà lúc ban đầu nó chỉ mình đi đường khác luôn đi ha. Đi cái này cũng phiền ghê, có cái cửa thôi mà. Nó một cái tập chỉ để ra khỏi chỗ này thôi đó. Nó dài mà nó nhây mà nó lâu la nữa. Gì đây? Cái thở lại gì đây? Gì đây mình còn map cái nè. Phải ra lại cái chỗ ban đầu luôn hả trời. Dẫn chơi, đồ qua dẫn chơi. Đang chạy ra mà hất cái cũng té nó chứ. Trời bánh hàng này nó nhây dừa luôn á. Gặp cái con này nữa chứ. Cho mình con map rồi nè. Quên mẹ map rồi. Đi thẳng bờ trái. Quên ta. Bờ trái đi tới cuối đường đâm thẳng ra cái dãy kia luôn. Bờ phải đúng không? Đi thẳng bờ phải. Gặp phải đi chậm lại mới đâu chứ. Cười là chạy không được trời. Đang gấp mà chạy không được. Cái mở không được ở đâu chứ. Ôi mẹ ơi. Ôi vãi. Mình tính mình chạy thôi mà nó cũng quất được mình nữa sao. Chạy ra gần tới rồi. Bye bye mấy chú. À mày đi đây. Ôi ta lên được rồi. Mừng quá mấy đứa ơi. Cái dòng này nó làm mình thấy phiền ghê luôn á. Tại vì mình thấy nó khá là kinh dị. What the fuck. Rốt cuộc là mình phải đi hướng nào vô trời. Này bây giờ chúng ta đi vô một cái mê cung vậy trời. Ok. Để coi nó như thế nào đó. Oh, what the fuck? Nhìn xung quanh cái map thôi, cái hai con bài hát não. Different combination of active circuit unlock specific setup door to assist locate the key card for each panel and activate the right combination.
Để đi qua chúng ta phải kìm cái core của mỗi cái hệ thống này như này. Và chúng ta phải kích hoạt đúng cái chuỗi mới được. Really? Mẹ cái phim này đã già rồi còn bắt đi tùm lum la đấy. Ui, giờ phải đi ra ngoài lại mới đâu chứ. Phải làm unlock theo chuỗi nha. Mình nghĩ là mấy cái ô vuông là đúng nè. Cửa không xài được. No entry, no access không? Biết ngay thế nào cũng không xài được. Là giữa cô mình đi cái chuỗi nào ta? Là phải ra cái phòng bên đây nè. Vô phòng bên đây trước. Đó, vô phòng bên đây chứ. Rồi, hiện tại mình chỉ đi theo cái hướng dẫn chị dẫn đó thôi. Chứ mà không biết phải đi cái tiệm nào chứ nào chứ nào sau. Tại có cái này thì cái kia nó mới mở hay sao. Cửa này không khả dụng. Hư nguyên khúc à. Cùi thì chứ trời. Hay là mỗi lần mình lượm một cái nó mới mở cái còn lại ta. Này cũng không. Làm sao mà vô. Mà cái khúc bên này chắc không. Không biết nó có thông một bên thẳng bên này không ta. Mình chạy ra mình coi thử coi. Để check xem bên ngoài nó có đường vô hay không, nó có thông với cái thằng đó hay không. Thông thì đỡ biết mấy, không rồi, không có thông rồi. Chúng phải mở cái panel thì chúng ta mới đi qua được. Hèn chi. Cái ổ kìa nó hai cái cửa nó bị cái vấn đề hết, làm sao chúng ta mở được. Toàn gì đâu. Có hàng X-Men. Hồi máu rồi. Wow, thanh niên. Gục liền, chết liền. Giờ đi cần mở cái này rồi. Cái chỗ mở rồi. Bấm không được ta. À, phải lụm mới đúng. Đi vào chỗ này là một cái chỗ khác luôn rồi. Cái này thì mở được nè, nhưng mà cái bên trong lại không mở được. Mình check lại cái đó. Cái đèn xanh là tức là có mở nha. Nó tắt nè. Là để coi, đèn xanh bên này nè. Bật lên rồi. On nữa rồi. Sao không cái cửa bên trái nó không mở ta. Một ít nhất một cái phải tắt. Thì mình sẽ, giờ nó sẽ tạm thời nó tắt cái kia ra, mình sẽ bật cái này lên. B với C thôi. Ừ, hai cái này thôi. Rồi giờ chúng ta mới đi vô trong được nè. Cũng hay cái này cũng như giải đố bình thường vậy, kiểu mấy game những như thế này cũng hay có giải đố. Thì Final Fantasy với mình cũng không ngoại lệ ha. Điển hình như Uncharted 4 vậy, bạn chơi cũng phải lâu lâu cũng hay giải đố này nọ, kiểu điển hình như cái vụ mà nó gài mình dưới một cái chỗ gì đó, nó xong nó bắt mình giải đố. Ừ.
cái mình nếu mà đừng có coi mình theo dõi mình walkthrough Uncharted 4 thì bạn sẽ thấy rõ điều đó. Là thường đa phần những game này điển hình nhất là cái game Rise of the Tomb Raider cũng giải đấu rất là nhiều. Và nếu mà xét về cái phần giải đấu thì phần Rise of the Tomb Raider nó giải đấu hay hơn nhưng mà nó cũng hack não khá là nhiều. Còn mấy game đơn thuần giải đấu thì kiểu như là một cách để các bạn có thể giải trí mà không hay một cái cách mới á. Dí mới luôn bay. Này nháy, thằng này được. Còn một điểm đằng kia nữa hả, nhưng mà điểm nó bị chặn rồi. Giờ mày muốn cái gì? Nhây vừa phải thôi chứ. Noctistama. Ồ, nghĩ sao vậy bồ? Reflex Enhancer. Tăng độ phản xạ. Cái gì đây? Biết mình đi đúng đường không nè. Không, cái lai hồ phải dòng lên một cái đường dài. Ơi là dài. Nếu mà cửa không mở, rất là thốn. Mà mình nghĩ là không. Đúng không ta? Wow, mình nghĩ là phải đánh y một phát cái đầu. Vỡ nè con. Mình như bóng cái này. Ồ, chúng ta lên tới level 5 rồi đó. Ủa sao cái level nó càng lúc nó càng nhiều quá ta. Không biết khi nào mới xong nữa trời. Dân chơi. Mẹ bà nó cũng nổ à. Bấm muốn nát cái nút luôn rồi, nó cuối cùng nó cũng nổ. Mà cũng hên đó là mình hồi máu được. Thằng này nó đúng. Mình có cái linh cảm, a hunch, rằng nó sẽ rất là xấu. Và đúng như vậy, mình thấy không tốt tí nào đâu. Mẹ bà nó đừng nói đi, phải đi tìm cái vị trí nữa, tìm thẻ nữa nha. Má lâu lắm rồi đó. Đi xuống tới đây mà mới bắt đi tìm thẻ nữa. Sao mà vô? Đó, vậy đi. Cái này sao giống cái ngai vàng quá ta. Bây giờ vô được chưa ta? Gì vậy, chúng ta phải đừng nói đi update cái thẻ nữa nha. Má nhây thiệt. Ui, cái này là gì đây? Mình lại không thấy nó tối. Có level 6 nữa hả trời. Sao nhiều quá vậy? Eliminate all enemy rồi quất luôn. Tới giờ để quất rồi đó. Ê. Đánh một hồi là hết máu mới đâu chứ. Cái kiếm này nó hôn ngốn máu nhiều quá. Muốn đánh hết cái đám này chắc cũng phải mất nửa cây. Mà dính ít nhất cũng phải 1-2 nhát thôi. Cũng hơi là cho mình hồi máu á. Chứ để một cây mà sống sót tới cùng mình thấy cũng đến quỳ bản thân. Nể bản thân nữa mà. Giờ nguyên đám nó chạy vô quất mình. Để cho tụi nó quất nhau coi.
Vấn đề là tại sao mình không dùng cái skill của mình kia là tại nó khai triển khá là chậm. Mình muốn giết tụi này nhanh thì dùng kiếm, nhưng mà bù lại cho sẽ bù lại bằng máu của chúng ta. Mình cũng không sao tại vì mình còn mấy lọ hai potion với lại lọ elixir nữa. Nãy có mua. Cũng chưa thấy từ từ đó. Mình cố gắng mình né nữa. Ơi tránh ăn đam cái kiểu. Mà chúng ta vẫn mất máu rất là nhiều. Cũng hơn nửa cây rồi. Cái gì đây? Ủa sao mấy này nó nhây dữ vậy ta? Sự phẫn nộ, rap. Có vẻ như cũng không phẫn nộ lắm ta. Cái sự phẫn nộ của mình đây là mình càng lúc nó càng mất máu mà nó càng lúc nó càng nhây. Càng lúc nó càng ra nữa chứ. Sao nó đông dữ vậy trời? Quánh một lượt thôi chứ. Bồ hay là bồ. Quánh đông quá. Riết mình hồ máu liên tục luôn chứ. Mấy con này nổ dính không ta? Mẹ bà nó hằng kia chặn rồi mình né không được. Xàm thì chứ. Nhiều thằng nó đánh cái đã xong cái nó gục á. Mình né không được. Cái thằng kia nhào vô quất á mà cái bạn mặc dù bạn có bấm né mà bạn né không kịp nó vẫn tính như thường. Nổ con kia nổ sạp tít gì mà cũng dính hả? Kinh thế. Ồn á, nổ đại cũng dính hả? Ờ má nó chưởng rồi trời. Mình gần hết máu luôn ở đâu ấy. Ờ 2 Edison mình còn 4 lọ nè. Thì còn boost được cái gì boost luôn vô rồi. Q Poison mình đâu bị đâu. Super Restore Gradually Potion Flash Frontier Boost Defense. Có thì xài luôn. Uầy. Sao mấy thằng này nó có nhiều lỗ bấm cứ o lại cứ phóng thẳng như cái kia luôn. Mặc dù ê, lại nữa. Mình bấm mỗi thằng này đó mà nó lại phóng thẳng vô thằng kia với đâu. Mấy thanh niên này. Đợi mấy thanh niên này nổ cái rồi mình sẽ nhào vô. Được rồi, đủ như đó đủ rồi, cho nổ đi. Biết có dính không nữa. Bên mình còn trừ cái con phẫn nộ này ra cái này. Con này gần chết rồi. Ôi, con kia chết rồi. Eliminate all enemies. Phải giết hết luôn. Wow, nó nổ. Nổ đi em, nổ đi. Mấy này như đánh bom cảm tử vậy mà. Sao càng lúc nó càng lên hoài vậy? Wow, dân chế. Một phát văng luôn. Không hết chưa? Nghĩ là xong rồi đó. Ê, còn thằng nữa. Còn một bé nữa. Shock Trooper. Nổ đi em, nổ đi. Đừng ra nữa nha. Nhiều lắm rồi, đủ rồi. Giờ cửa nó mới xanh nè. Vì game này nó tiến tính hay một số vấn đề, nhiệm vụ khác nhau nó vẫn cái xấu luôn rồi nè. 7-8 nữa chắc mình đập đầu tường chết luôn quá. Má nó dài quá, nó nhây dài nữa. Má nãy giờ chưa ra chỗ, chưa gặp được anh em bạn bè cái kiểu. Mong rồi. Một cái quãng đường dài mà nó cứ nhây nhây mà nó cứ có nhiêu đó trong cái hầm ngục này mà cứ đi tới đi lui hoài luôn. Vẫn chưa ra được tới bên ngoài.
vốn gì mình không thích cho lắm. Như đây có điện giật luôn. Ủa mấy con này sắp nổ quá. Tôi thấy gặp điện giật nữa chứ. Ôi mẹ ba nó đùa nhau à. Nó còn ép lại nữa. Hay là mình ép cho mấy con này nó nổ ngay sát mấy cùng này ta. Đợt. Nó giật vô trong đây luôn. Hay là lát nữa tự động nó dừng lại ta. Fire away. Nếu cái ép vô nó is in trouble. Skill switch. Ủa sao tụi nãy vô trong đây được hay vậy? Claudio kìa. Bật giùm đi. Sắp chết rồi. Ôi nó cán kia không còn gì luôn. Ôi thank you. Bự gì đó cả. Mày là đâu vậy? Đi tao. Mà là đó. Mà. Mày tao hack lên sau. Tác kế ra để. Mưu điều kiện để cái này. Hoàn toàn là bị chơi rồi. Ai cũng như. Sau đó. Prompt sẽ bắt đây rồi. Chúng ta được họ full máu luôn. Tốt lắm. Thì nếu mình vô từ đâu khó làm thì những chưa gì nó quất mình bay sạch máu luôn. Reunion and recovery. Search for Prompto, Prompto, ôi sao mà Prompto vô đây được. Là tức là Prompto đã từng ở đây hả? Tức là nó vô đây luôn hả mà chúng ta đi tìm vô đây ta? Có cái nút nào? Hay là chúng ta phải đi thẳng qua kia luôn? Cái mình đi tìm cái nút trong đây mà ta. Thấy mới thấy gì đây? Check rồi, có cái nút nào check không ta? Cái cửa này không mở được rồi. Phải có cái gì đó bấm được ở đây á. Hoặc là cái thẻ hay gì đó. Cái máy cà thẻ. Ủa rốt cuộc là cái mình tìm gì trong đây ta? Search for Prompto. Prompto chắc chắn đâu có trong đây đâu. Còn này là gì đây? Giống hội nghị cấp cao vậy. やっぱりそっち行くんだ。 なんだ、 つまんないな。 おい、 壁画。 怪我は？ 手当ての必要は？ 大丈夫。 ノクト、 ありがとう。 ああ。 ねえ、 ちょっとは心配してくれた？ そりゃ、 するだろう。 だから来てくれたんだよね。 俺も、 そう信じてた。 プロンプト。 もう一回会って。 俺はもう偽物じゃない。 安心して、 って言うまで。 死ねないって。悪かった。大丈夫。気にしてないよ。 Bây giờ chúng ta đã tìm được Prompto rồi, chúng ta sẽ đi tìm cái thiết bị mà nó phong ấn cái khả năng của thằng Noctis với đồng đội. Mình nghe là chắc đồng đội cũng bị luôn á. Mình coi bản đồ đó. Ra lại cái khu ban đầu thôi. Cũng không quá khó.
Ừ, vấn đề là chúng phải đào khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Mình tại mình nản cái trap này lúc mà nó dài và color mà nó dài trong mỗi khu vực nhìn nó nản lắm. Chơi hồi tìm hoài nhìn cũng biết nhức đầu thiệt luôn á. Ờ, một cái khu mà có chút xíu mà nó đi tới đi lui một cái cảm giác một kiểu một cuộc đời nở hoa hay là bế tắc á, giống như ơn giờ còn đi rồi vậy. Đúng thì còn đi hồi càng thấy này càng lúc càng bế tắc kìa. Ý không phải vậy, ý không phải hoàn toàn là vậy mà cái cách đó, cái cách mà cái khúc này nó kỳ kỳ, mình thấy không hợp lắm. Mình kiểu như là thà là quất mẹ ngoài đường hay gì đó mình không nói, nhưng trong đây thì nó âm bình quá, nhìn nó cứ ghê ghê, mình thấy không hợp lắm. Và mình muốn nó giải quyết nó nhanh càng sớm càng tốt vậy.音はこの先からだ。進めないのか。悪夜。魔導兵さん、同じのあったら俺のと。かもな。よく見てねえけど。 ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし、 これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない、一生ついて回れ。まあそういうのお前が一番気にしてねえけどな。え、元から俺のことを王子扱いもしねえし。<笑>まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。 Và mình nghĩ là chuẩn bị sẽ có chuyện gì lớn xảy ra đây, cho nên mình sẽ tạm thời dừng lại để nhường cho tập sau. Tại vì mình nghĩ là chắc là sẽ rất là dài, cho nên tạm thời nhường lại cái đã. Và hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo của Final Fantasy phần 15 nhé. Và nếu bạn đã thích cái tập này của mình, các bạn hãy cho mình cái like cực bự phía dưới và hãy share cho bạn bè để cho channel mình ngày càng phát triển hơn, và cũng như là một cái động lực để giúp cho mình làm tiếp những video clip tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Bye bye.